viên có bóng. Lùi về đến này. Đó. Đó, bắt nó còn không bắt rồi. Từng chương hắn tảng chết chứ gì. Ăn được từng chương vinh. Được từng chương. Nếu là vô đối rồi. Chẳng quan đều thôi. Đều thôi.
kết lập người đánh kết cá nhân và thủ cũng được. Chân rồi. Hai công thôi. Nghĩa mà chắn là thì tốt. 12. Khuất mất anh Nghĩa.
Vinh Loài ơi. Mượn chai nhỏ đi mà. Chai nhỏ. Đấy thì nhà đấy xin mời hai đội được hai cốc ra bàn đấy. Chuyển hai đội bay. Thành công bên bóng 15, 14. Được thăm nhau đi. Từ Châu đánh hay, mọi người. Thấy đâu. Được nở nhiều lời vị trí nhiều bắt đầu rồi anh
Cú phát cho kỳ những cái quả này thôi, cho xem lại. Không nghe va đây. Đấm rớm nó biết cái lỗi đáng trong tay hai là lỗi trước điểm sau. Ê. Trong tay hai này thì lỗi trước. Làm ăn. Ép được đâu. Đánh cho tan đi. Số 3 này, đánh số 3 này, đang đánh 2 số này, dám đánh này, đánh nông dân quá. Mất rồi. Nhưng mà Thao cố gắng lên.
ngoài. Ngoài chậm chân. Chậm chân thằng nữa. 21. Chậm chân thôi. Tính chậm chân thôi. Hai đội trận đấu thứ ba giữ nguyên vị trí ở trận đấu thứ ba đội thành phố Vinh phát bóng không chẳng mà đắm được mà chẳng này. Quy Châu cố lên. Quy Châu với Vinh đang hòa nhau một đều. Giải quyết ở C3. Đấm mạnh lắm. Đội mũ bảo hiểm thôi. Rất tỉnh táo. Vinh Hoàng Hò thôi. Chúng ta ra ngoài sân. Ba rồi.
trên 15 rồi. Cần tập trung là được, cần tập trung cao độ là được. Okay. Rồi học hò lần thứ hai rồi. Anh của Vinh học hò lần thứ hai. Ai dứt luôn hả? Đẹp. Em đi thắng đó. Anh đi, anh đi. Anh Hiếu. Mình về đây. Anh Hiếu ơi. Anh Hiếu. Hết phương án. Anh Hiếu ơi. Bắt chân trái lại. Bắt chân trái lại. Bắt chân trái lên đi. Chân trái lên đi. Chết rồi đấy. Ôi trời. Nhảy không bao nhiêu.
Bóng mất rồi. 13 năm rồi, Vinh tan nát rồi. Ngay. Lên quả rồi. Hết rồi, hết rồi. Ra bay hết đi. Đánh mạnh vô. Số 4 ơi, ra ơi, quyết em. Từ sát, rung rồi, rung rồi. Một điểm nữa là đội Quỳnh Châu đã giành 3 và 4 trận đấu quyết định.